Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay mình muốn dành đến cho tất cả những anh em nào mới bắt đầu chơi nước hoa. Bởi vì cái tâm lý chung của những người khi bắt đầu mới bước vào cái thế giới mùi hương này thì cảm thấy rất là bối rối, rất là khó chọn cho mình một cái mùi hương nào mà không biết là nó có ok hay không trong hàng ngàn, hàng chục nghìn chai nước hoa như thế. Từ đó cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý đến cho anh em, ví dụ như mùa hè này, hoặc là đi làm trong mùa hè, mùa đông, đi chơi mùa đông, đi bar như thế nào đấy thì nên dùng những mùi hương thế nào. Lên một cái video rất là nhanh của mình thôi, mình chia sẻ đấy anh em những cái chai nước hoa mình cảm thấy là ok nhất cho từng dịp, thì mình hy vọng là có thể giúp cho các anh em khi mà hạ tiền mua bất kỳ một cái sản phẩm nào thì sẽ đỡ bị mua nhầm một chai nước hoa mình cảm thấy không ưng ý. Ok, let's go. Thì anh em cũng đã biết là mùa hè ở Việt Nam chúng ta nó có một cái đặc điểm khác hẳn với các nước ở châu Âu, cái tính nắng nóng gay gắt và oi ả. Do đó chúng ta việc chọn mùi hương làm sao để không gây ức chế đối với mọi người xung quanh cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó, ở đây mình giới thiệu cho các em ba chai nước hoa. Đầu tiên đó là Giorgio Armani Acqua di Giò, một cái mùi hương nước biển mix cùng với citrus, cam chanh, rất là dễ chịu. Mình chắc chắn khi mà các anh em xịt mùi hương này vào mùa hè thì không ai cảm thấy kêu ca phàn nàn gì mùi hương của nước hoa chai nước hoa này cả, bởi vì nó luôn là superstar nước hoa mùa hè dành cho nam giới đó. Và chai nước hoa thứ hai mình muốn giới thiệu cho anh em đó là John Varvatos Artisan Pure, một cái mùi hương cam sau đó lắng đọng lại, một chút ngọt mà bám trên da rất là dễ chịu khi mà ngửi. Thực tế mà nói thì có rất là nhiều chai nước hoa cũng sử dụng những lốp nguyên liệu cam, ví dụ như Thierry Mugler Ultra Zest, nhưng mà mình không đánh giá cao chai nước hoa đó lắm. Ngửi mùi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ở chai nước hoa này thì cảm thấy rất là dễ chịu, cái độ cam của nó vừa đủ, cộng thêm mix thêm một chút ngọt lắng đọng ở phía ở cái nốt cuối của nó. Nói tóm lại, đây là một cái chai nước hoa, là một cái good choice, một sự lựa chọn tốt sử dụng cho mùa hè dành cho các anh em. Và chai cuối cùng dành cho mùa hè mình muốn giới thiệu lại cho anh em đó là một sản phẩm có lẽ khá là xa lạ đối với các anh em, Tommy Bahama ST Kit. Mùi hương là như thế nào? Đó là cái nốt khế, mùi khế thơm nhẹ nhẹ mix cùng với long diên hương. Các anh em hình dung chúng ta đang nằm dài trên bãi biển, những cái làn hơi nước biển thổi vào và chúng ta đang nằm dưới một cái tán cây, mùi có một mùi thơm của trái cây đó. Cái mùi vị mùi hương khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác như thế. Thực tế mà nói thì chai nước hoa này có một cái điểm khá đáng tiếc, đó là cái khả năng bám mùi của nó hơi bị kém, bởi vì thực tế tính chất mùi hương của chai nước hoa này là khế kết hợp cùng với long diên hương và hương nước biển đó, thì cái bám mùi của nó hơi kém một chút. Thế nhưng bù lại chúng ta sẽ có một mùi hương rất là sảng khoái khi ngửi, và đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng. Do đó mình cũng muốn giới thiệu đến các anh em chai nước hoa này, Tommy Bahama ST Kit. Ok, vậy thì còn đi làm thì chúng ta sử dụng chai nước hoa nào? Ở đây mình muốn giới thiệu cho anh em hai chai nước hoa. Đầu tiên đó là Gucci Made to Measure, một cái mùi hương cực kỳ đặc biệt cho các anh em nào yêu thích cái phong cách của nâu áo sơ mi, xịt vào sẽ giống như kiểu là Việt kiều yêu nước mới trở về, thực sự là như hổ thêm cánh. Và chai nước hoa thứ hai đó là Versace Pure Homme. Không cần nói nhiều về chai nước hoa này, quá nhiều anh em đã biết và mùi hương của chai nước hoa này, cái độ xuất sắc của nó như thế nào thì mọi người cũng đã đều biết. Do đó để mà đi làm thì mình muốn giới thiệu cho các anh em hai chai nước hoa, đó là Versace Pure Homme và Gucci Made to Measure. Ok, thế còn về thu đông chúng ta sử dụng chai nước hoa nào? Ở đây mình muốn giới thiệu anh em chai nước hoa đầu tiên, đó là Uomo Moschino. Chai nước hoa này nó nằm ở giữa Jean Paul Gaultier Le Meur và Amort Reflection, có nghĩa là nó có sự kết hợp giữa hai mùi hương đó. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì mình cảm giác nó có một cái sự cái nét classic hơn, nó có cái nốt hương gỗ, có nốt phấn, nhưng nó không có cái kiểu lẳng lơ như kiểu là chai của nhà Jean Paul Gaultier, mà nó có cái vẻ nét thì mình cảm thấy là nó classic hơn. Do đó anh em nào mà yêu thích cái có nghĩa là một cái mùi hương nó có một cái gì đó nó chín chắn rồi, thì Uomo Moschino cũng là cái sự lựa chọn dành cho dùng cho thu đông. Chai nước hoa thứ hai đó là Polo Double Black. Những cái chai nước hoa này các anh em cũng có thể biết được cái tinh thần mùi hương của nó như thế nào. Cái mùi xoài này mở đầu ra xịt ra rất là thu hút, rất là hấp dẫn. Chai nước hoa đặc biệt phù hợp khi mà sử dụng về buổi tối thì nó sẽ tạo một cái style, một cái man khá là bí ẩn, vẫn là đàn chất manly và khá là bí ẩn thu hút. Thì mình muốn giới thiệu cho các anh em Polo Double Black.
tiếp theo đó là Gio Savage. Trà nước hoa này quá nổi tiếng rồi và mình nghĩ là phải có nó dành cho thu đông. Sexy, có một cái gì đó nó hơi hoang dại và đầy vẻ thu hút. Do đó Gio Savage cũng nên là một chai nước hoa anh em nên cân nhắc khi mà quyết định bắt đầu dùng nước hoa để mua. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em đó là Cartier Decoration. Mình đã từng đọc một bài báo đó, không phải là một bài báo, là một bài viết ngắn gọn thôi, thì người viết đã nói là về xuân hè thì chúng ta phải có Cherry Immense và thu đông chúng ta phải có Cartier Decoration. Chúng ta chỉ cần hai chai nước hoa đó thôi, đó là có thể bao trọn cả năm rồi. Thì các anh em, mình tin chắc là cái mùi hương này thì không ai chê cả, bởi vì thực tế mà nó mình đã giới thiệu cho một vài các anh em mua thử chai nước hoa này và mình cũng nhận được feedback rất là tốt. Do đó các anh em cũng nên thử mua chai nước hoa này bản On The Toilet. Và cuối cùng chai nước hoa dành cho thu đông đó là Versace Dreamer. Thuốc lá và hoa oải hương mix cùng với nhau rất là ok. Nó có cái nét cũng giống với nhà sản phẩm nhà Jean Paul Gaultier Le Mar. Nhưng mà bởi vì chai này nó có thuốc lá cho nên là nó có một cái chất gì đó nó manly hơn. Chai nước hoa này cũng luôn luôn nằm trong cái top list những cái chai nước hoa giá rẻ chất lượng cao, Versace Dreamer. Ok, thế còn đi làm cho thu đông chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào? Chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó là San Vittore Ferragamo F Black. Chai nước hoa này luôn luôn được đánh giá là best nước hoa rẻ chất lượng cao. Nó giống với, nhưng mà đánh giống nó là giống Lanvin de Lôme, giống với Chanel Album Sport. Nhưng tóm lại đây là một chai nước hoa đáng giá đến từng đồng tiền chúng ta bỏ ra đó. Và chai nước hoa đó là Lacoste Full Home Manly cá tính. Thực tế mà nói chai nước hoa này bị một cái nốt mở đầu cam chanh, mình nghĩ là sẽ hơi bị đánh giá thấp. Thế nhưng nếu như anh em cứ bình tĩnh đợi những cái base note của nó thì mùi hương này rất là manly, khá là thu hút. Đặc biệt là vào những ngày hè, những ngày lạnh của thu đông thì xịt chai nước hoa này đi làm rất là ok. Do đó mình muốn giới thiệu nhanh cho anh em hai chai nước hoa đó là San Vittore Ferragamo F Black và Lacoste Full Home. Ok, thế còn đi chơi, đi bar, đi party, đi karaoke thì chúng ta sẽ dùng chai nước hoa nào? Versace Eros, Jean Paul Gaultier Ultrame và chai cuối cùng đó là Dizzy Feel of Life. Nồng nàn, super nồng nàn và sexy và siêu ngọt. Ba chai nước hoa này chắc chắn sẽ giúp cho anh em khi đi vào bất kỳ một cuộc vui chơi nào, chúng ta không là số 2 thì cũng không ai là số 1 trong tất cả các cuộc vui chơi. Do đó mình muốn giới thiệu cho anh em ba chai nước hoa Dizzy Feel of Life, Jean Paul Gaultier Ultrame và Versace Eros. Chắc chắn các anh em chỉ cần chọn một trong ba chai nước hoa này thì tất cả các cuộc chơi của chúng ta đều sẽ là cái sự thu hút đó. Vừa xong mình vừa giới thiệu cho anh em top những chai nước hoa mình gợi ý mà mọi người khi bắt đầu vào cái thế giới mùi hương này có thể tham khảo để mua. Rất hy vọng video này giúp ích được cho anh em. Hãy like và share nếu anh em có thể cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.